Rồi, hello các bác. Nay kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin Techcomly đề nông AVC A1SR. Rồi, mời các bác xem qua cái dung nhan của em đó ạ. Con này máy đấu giá về nha các bác. Mặt phay nhôm vàng chanh, dòng đầu gấu một thời của hãng à. Sản xuất năm 2004. Thời đó thì con này là dòng đầu bảng, flagship đầu bảng. Đây, có chày một tí xíu thôi các bác. Đây, đượm. Rồi, đó. Còn nhâm nhẹ ở đây nha các bác. Rồi, còn lại thì đẹp hết à. Đó, chày chỗ nào thì em sẽ chỉ ngay chỗ đó. Phần chày thì em sẽ trừ tiền ra cho các bác. Con này thì đúng chất chơi và sưu tầm à. Đây, đây có chày nhẹ tí xíu rồi nha các bác. Đấy, chỉ có hai phần đó thôi. Đấy, đây tổng thể của em đó nè. Đây, nắp cốp nhẹ nhàng êm ái phía trong nha, trong nắp cốp. Con này thì đa số là chỉnh cơ ngay trên mặt máy hết nha các bác. Đấy, đẹp kinh. Đây, đây là hai kênh stereo đây các bác, stereo hai kênh. Đấy, em đang để hai kênh. Đây là 7 kênh stereo. Đó, và đây là các chế độ cho em nó chơi. Hai kênh stereo. Dưới đây là tín hiệu. Đấy, đây là tín hiệu vào. Input box tín hiệu vào. Đây thì cũng các phần chuyển chế độ âm thanh. Đấy, đây các bác chỉnh bát chép thì các bác nhấn ở đây. Đó, tông nè. Xoay nút bên trái nè. Bắt đầu xoay nút bên phải. Đó, bát chép cộng trừ 12 nha các bác. Các bác xoay cái nữa qua chép. Đó. Rồi. Các bác nhấn đây một cái nữa thì nó sẽ qua là volume cho từng loa. Đó. Đấy, volume cho từng loa. Cái nữa, đó. Các bác. Rồi, đó. Nó là cũng đơn giản vậy thôi các bác. Đó. Rồi, nay thì em đang test đây. Tín hiệu số, đây tín hiệu số auto này, mặt kiểm soát AL24 bit. Đây tín hiệu số digital đây nha các bác. Đó, tín hiệu số digital chơi hai kênh stereo. Bên này là âm lượng. Con này thì công suất nó tới 580W, đánh cho 170W một loa 8 ohm ạ. Size em nó đây, size em nó cao khủng khiếp, 21-22. Đó, các bác thấy máy thì nặng tầm 30kg ạ. Ngang thì là chuẩn 43 năm rồi các bác. Đó. Nó có hai cái phay nhôm hai bên đây. Hai cái má phay nhôm hai bên các bác. Đó. Rồi. Đi cùng em nó là cây remote Denon Zin xịn sò. Đó. Chỉnh full chức năng cho em nó nha các bác. Các đường vào phía trên này thì các bác là chuyển các đường vào đây ạ. À. Trên này nè, stay nè, stay 2 kênh, stay 5 kênh, 7 kênh, rồi các chế độ nhạc ở nằm ở trên này. Đó. Đầy đủ chức năng ạ. À. Rồi, tiếp theo. Phần nắp máy. Đây, nắp máy đây các bác thấy. Nắp máy là đẹp hết nha các bác. Không móp méo gì. Có chày một hai vết. Đó, không đáng kể. Cạnh trên đây. Quá đẹp ạ. Rồi hai bên ốp khoan nhôm. Ốc ác vàng ươm nha các bác. Đó. Ốc ác vàng ươm không kỹ xét gì ạ. Đây. Rồi phía sau em đang test nè. Đó đường quang nè. Đó, quang optical. Nó có tới 6-7 đường quang vào đây các bác. Đó, 6-7 quang vào, 2 quang ra. Đây hai dãy loa nó nằm hai bên đây. Hai dãy loa. Máy thì em đã test chạy hoạt động hoàn hảo tất cả các kênh rồi ạ. Đấy, tên của em nó Denon AVC A1SR. A1SR này nó trên đời của thằng A1SE nha các bác. Nó trên 1 năm. Đấy, mic điện giáp băng, điện 100V, công suất 580W. Các giắc. Cái giắc AV đây ạ, cái giắc AV. Mạ vàng đồng. Rồi, máy đẹp hết nha các bác. Rồi, con này thì nếu remote cảm ứng riêng theo máy
cộng máy đẹp xuất sắc. Giá của em nó phải nằm ở tầm 12 triệu rưỡi nha các bác. Riêng con này thì remote rin nhưng mà không có đúng cảm ứng theo máy. Đó. Nó của đời A1 nha các bác, cây remote của đời A1. Và nó chày tí xíu thì em sẽ tính các bác là 10 triệu ạ. Rồi, con này giá 10 triệu. Rồi, bác nào yêu thương em nó và muốn cái giá tốt hơn thì alo hoặc inbox cho em số điện thoại 0799100001, em sẽ trả lời sớm nhất. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi kênh âm thanh của em. Bye bye các bác.